À, em Vũ chào tất cả anh chị em mình yêu cây bonsai và hoa lan. Thì cũng vài anh em mà quan tâm vấn đề phân thuốc rồi ưa mua những cái cây phôi của bên em á, thì hỏi những nó là phân gì. Thì hôm nay mình đơn cử mình giới thiệu cho bà con mình là cái loại phân dành cho lan nhưng mà sử dụng cho cây bonsai được. Thì những mình tư vấn cho những anh em mới ha, thì đa số là những anh em mới á, thì không có biết cách sử dụng phân. Thì trên thị trường rất là nhiều loại phân, chứ không phải là một loại phân là đủ cho bà con mình. Ai mà nói bán phân hay là chỉ cho mình một loại phân là đủ thì người đó cũng chưa có hiểu nhiều ha. Thì đây là phân tan chậm là 2388TE, phân tan chậm có kiểm soát ha, chuyên dùng cho các loại cây kiểng à, bà con mình. Thì đây là loại phân tan chậm là rất là an toàn luôn ha, tan chậm có kiểm soát nè. Thường thường á, thì những cái cây phôi xíu nữa mình sẽ quay ra vườn cho bà con mình coi. Thì trong cái hàm lượng này 2388 là TE, TE là ví dụ như anh chị em mình thấy NPK là 2388 nè, N là đạm á, là 23, 8 là lân, 8 kali ha. TE là cái hàm lượng khác người ta đăng ký nè, anh chị em mình thấy thành phần không? Đó. Đó thì gãy đều 5 đến 20 gram. Nói chung là mình lường cái muỗng thì cái cây này nếu mà trong cây mini á, thì mình là xài được khoảng 30 cây mini. Và cái thời gian bón của nó là sử dụng được tới tầm 80 ngày thì chia ra là làm 3 tháng ha bà con mình ha. À, trong đây nó để là chuyên dùng cho cây bonsai, còn ở đây là chuyên dùng cho cây phong lan trưởng thành. Thì thật ra là anh chị em mình thấy cái chữ là chuyên dùng cho phong lan trưởng thành thì anh chị em mình không dám gãi cho lan. Và chuyên dùng cho cây bonsai thì chỉ không dám gãi cho lan ha, còn dùng cho lan thì không dám dùng cho bonsai. Thì cái đó là không phải nha anh chị em mình, có thể là lấy 22 10 10 nó khác nhau ở đầu số là 23 với 22 thôi. Và cái này là 88, con này là 10 10 TE ha. Thì quan trọng là cái hàm lượng đạm lân kali, chứ không phải cái chữ dưới đây là một phần thôi ha, chuyên dùng cho phong lan trưởng thành. Thì cái hàm lượng đạm nó cao á, là nó đi đọt ha bà con mình nha. Thì đây mình mua cũng rất là nhiều nhưng mà mình bán thì 25 ngàn hũ nha bà con mình. À, nếu mà mua bên em á thì mua cây ha mới ship nha, còn bình thường mua phân không là em không có ship, tài sản ship rồi ship chung với cây rồi miễn ship luôn ha. Đây mình đi ra ngoài đó, cho bà con mình coi ha. Đây những cái loại phân phân tan chậm đây. Thì đây là phong lan mình đang nuôi nè, à, chứ không phải là của anh ta đâu. Thì mình đứng lên cho bà con mình coi ha. Còn có gà phân nè không? Anh chị mình thấy cái dòng hoa thì thường thường những cái loại phân này á, thì người ta bỏ vô cái túi ha. Người ta bỏ vô cái túi. Đây. Cái túi này là gọi là túi lan á, hoặc là mình gãi trực tiếp lên cũng được nha. Đây có những cây cây này dùng cho lan. Phân rồi con mình ha. Đó mình gãi vô thôi ha. Lan hồ điệp của em ha. Nó ra 6 ngọn luôn nè. Thì nói chung á là anh chị mình có nhu cầu mua thì mua cây á thì ship chung luôn, chứ không phải là em giới thiệu mà mua riêng em không có bán nha. Đó. Đây những cái giò lan hồ điệp của bên em ha. Thì đây. Thì có xài phân hết có xài phân hết. Đây, những chậu bonsai thì luôn những cái cây mới á, ví dụ như đa số một số anh em mà mới mới xài á, thì những cái cây mới như vậy á, không có dám xài phân à, nhưng mà nó an toàn ha, nói chung là nó nhẹ lắm bà con mình. Đây cái mai này mình để chơi nè ha, mình gãi ha.
những cái cây này thì ha, thì hổm không có gãi nhưng bây giờ mình bón cũng không sao ha. Đây đây là phân là cái cây kim sung huynh nè, bây giờ mình bón vô đây cũng được ha. Anh em mình thấy không, là một hộp như vậy là mình bà con mình có thể xài 2 tới 30 cây luôn, 2 tới 30 cây vẫn được. Phân này thì 23 10 10 ha, nó chiên vào đi đọt nha bà con mình. Thì cây kiểng thì nhiều anh em mà nói sử dụng phân phân hữu cơ không cũng không đúng ha, mà phân hóa học không cũng không đúng, thì mình phải áp dụng vừa hữu cơ vừa hóa học để chi nó cho nó mau bà con mình. Thì quan trọng anh chị em mình cái cây nó phải nuôi cho nó phát triển ha, bình thường ha, chứ không phải dùng cho lan, anh chị em mình không có dám dùng cho bonsai. Nói chung là cái phân này nó nhẹ hơn phân hóa học mà bà con mình gãi kiểu này thì em không dám chỉ ra đây. Mình gãi lên hết luôn cho anh chị em mình coi luôn. Thiện hợp em bán 25 ngàn, cái đó là ship chung những cái cây phôi mà sớm em đăng lên đó. Thì cũng có một bạn hồi nãy đặt cho nên là mình sẵn đây mình làm ý tưởng, mình quay video mình gửi cho anh chị em mình luôn. Cái cây này nó sung mà ngày mai mình tỉa ha. Cây mới thay chậu gì như cây này thì nói chung là phân này nó an toàn lắm các con ạ. Rất là an toàn. Thì cái cây cũng như là con người mình thôi ha. Cũng có phải có phân này phân kia, chứ một loại phân thì không có đầy đủ nhu cầu của nó đâu. Tại vì cũng có ông anh ông hỏi là giờ tôi mua phân của bạn giờ xài phân này không được không, không xài phân khác được không, thì mình nói nếu mà mình nói xài phân này mà không có xài phân khác nữa, không cần xài phân khác thì mình xạo. Tại bây giờ đâu có loại nào mà duy nhất mà con mình 2388 thì nó xài cho đi đọt cũng được ha, dưỡng bông dưỡng cây đều được hết nha. Những cái cây linh sam của anh em nè, bón phân cho bà con mình coi luôn. Cái này là phân này là dùng cho phong lan nè, còn 22 10 10 là dùng cho bonsai. Mình lấy cái loại phân cái màu màu này mình rải cho bà con mình coi là mình cũng vẫn xài bình thường, chứ không phải dùng cho phong lan mà không dám xài đâu. Anh em mình cứ gõ phân tan chậm thì chắc cũng có nhiều chỗ bán, thậm chí những cái đại lý người ta bán, nhưng mà có chỗ người ta nói là chỗ của anh bán tới 50 ngàn hộp đó, cái đó là tùy ha. Đó, rồi đây thì mình giới thiệu cho bà con mình luôn, chứ nhà em nhập nhiều lắm để mình nuôi cây á. Bà con mình thấy không, chậu nào cũng gãi được mà rất là tiết kiệm nha, nó nở ra anh chị em mình ha, phân nó nở ra nha chứ không phải không nở đâu nè. Những cái cây mà cây này là kêu bằng linh sam 86 mới nè, em cũng gãi bình thường ha, không có sợ chết nha. Gia đình mình thấy không? Đây cái cây này là bình thường ha, quan mà mình tưới xả không tưới xả cũng cũng được nha. Cây thì hồi nãy có ông anh ổng mua những cây phôi, ổng đặt vấn đề là thôi bây giờ tôi không lấy quà tặng, tôi bao ship cho tôi được không, thì không được anh chị em mình tặng cho anh chị mình cây linh sam hồng thì anh chị mình lấy thì lấy, không lấy thì thôi ha, cái đó là quà tặng. Đây đây cây siêu bông nè, mình ở đây mình thích nhất là cái loại siêu bông lên lá nó nhỏ hơn song hình, nên mình để lại cho bà con mình coi thì nó ra tược này. Cái này là mình chưa có tỉa ha, ngày mai bắt đầu mình tỉa. Thường thường mình siêng lắm mà do công chuyện nó nhiều quá. Kim sung minh thì mình thích hơn do sung cây mà nuôi nuôi đạt ha, tức là nuôi nuôi đủ đủ độ lực đó là nấm rễ nó không rớt ra đâu hết, bà con mình rất là khỏe mạnh. Mình thì mình thích cây mini, mà thường thường cây linh sam á bà con mình sửa lâu dài là lên vàng xương vàng trăm, nó rất là ngon ha. Cho nên là làm cái video có gọn khoảng 10 phút thôi anh em mình ha, để giới thiệu cái lò phân thôi. Nên gia đình mình có mua thì
mua cây gì đó thì mình ship chung nha, chứ còn mua riêng thì mình không có ship chung, thông báo cho bà con mình hoan hỷ ha.